trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe đời sống của Vietfay TV. Và một lần nữa kính thưa quý vị, chúng tôi cũng rất hân hạnh chào đón bác sĩ Cung Đình Thanh Bình trở lại với chương trình. Kính chào anh Bình. Chào Kim Hoàng, xin chào quý vị khán giả của đài Vietfay TV. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, trước khi chúng tôi thực hiện chương trình thì chúng tôi cũng đã thảo luận về những cái đề tài mà theo nhận xét của các bác sĩ thì đâu là những cái đề tài hoặc là những cái chứng bệnh được cho là khá quan trọng đối với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và trong cái chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ Cung Đình Thanh Bình đã đề nghị chúng tôi thực hiện cái chương trình về trào ngược dạ dày thực quản. Thì trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết, thưa anh Bình có thể cho khán giả được biết là vì sao anh đã chọn cái đề tài này ngày hôm nay và nó có quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? Cái đề tài trào ngược dạ dày thực quản thì nó rất là thông thường, nhất là ở cái phòng mạch bác sĩ gia đình của chúng tôi thì hầu như là hàng ngày chúng tôi gặp những bệnh nhân mà có những triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản. Tuy là nó rất là thông thường như vậy, nhưng mà cho đến khi mà bệnh nhân đến gặp bác sĩ, thường thường là bắt đầu có những cái triệu chứng khó chịu nhiều thì người bệnh nhân mới để ý. Chứ còn nếu mà triệu chứng nhẹ thì chúng ta cũng giống như lướt qua bỏ qua, không có để ý đến nó và không nghĩ đó là một cái bệnh. Người Việt của mình hay như vậy, không có quan tâm nhiều tới sức khỏe lắm. Cũng có nhóm người quan tâm, cũng có nhóm người rất là lơ là, những người rất là kỹ. Và tuy là nó là một cái bệnh rất là thông thường, rất là nhẹ, nhưng mà nếu mà chúng ta không để ý, không chữa trị thì cái hậu quả của nó cũng có nhiều cái hậu quả khá là nghiêm trọng. Vâng, như vậy thì thưa anh, trước hết là chúng anh có thể cho khán giả được biết là cái dạ dày thực quản là gì hay không? Nếu chúng ta nhìn vào cái hình mà chúng tôi sẽ chiếu trên cái màn hình đó, thì chúng ta sẽ thấy là khi chúng ta ăn qua miệng, thức ăn nó sẽ chạy xuống cái thực quản. Thực quản là một cái ống nối từ miệng xuống dạ dày. Và sau khi đồ ăn được xuống dạ dày thì sẽ nằm ở đó khoảng chừng 2 tiếng đến 3 tiếng. Và những cái thức ăn đó sau khi nằm ở dạ dày được tiêu hóa một phần ở dạ dày thì sẽ được chạy xuống ruột non. Và cái thời gian chạy xuống ruột non rồi một thời gian để bắt đầu đi xuống ruột già và đi ra ngoài, đó là cái hệ thống tiêu hóa. Thì khi chúng ta ăn nhai đồ ăn nó nhuyễn rồi nuốt xuống, không phải là đồ ăn nó chạy thẳng xuống bao tử liền, nhưng mà khi nó xuống thì nó có một cái van đó. Khi chúng ta ăn thì đồ ăn xuống thì nó sẽ mở ra để cho đồ ăn xuống bao tử, nhưng mà cái van này nó giống như là một cái van một chiều, nó xuống, nhưng mà khi đồ ăn xuống rồi thì nó không có trào ngược lên. Những người mà bị bệnh trào ngược dạ dày là do cái van này nó hở ra và những cái đồ ăn và những cái dịch trong bao tử nó mới trào ngược trở lên và nó tạo lên những cái triệu chứng gọi là triệu chứng trào ngược thực quản. Như vậy thì anh nói là cái giai đoạn nhẹ mà thông thường mà chúng ta hay bỏ qua mà chúng ta không có phát hiện, đó là những cái triệu chứng như thế nào nó gọi là nhẹ? Ví dụ như chúng ta thì trong cuộc sống ai cũng có lúc là lên tiếng. Nhất là quý vị để ý mấy em nhỏ mỗi lần uống gọi là soft drink, tức là nước ngọt đó, nó có gas đó, phải có không? Gas đó, mấy em hay lên tiếng. Và ngay chúng ta cũng vậy, thỉnh thoảng chúng ta ăn đồ cay đồ chua cũng thấy lên, hoặc là thấy giống như là một cái nước chua chua nó chạy lên miệng. Nhưng mà đa số chúng ta nghĩ cái đó do ăn cái thức ăn vậy thôi rồi không có để ý tới nó, hoặc là uống do cái thức uống nó có ga mà nó lên thì cái đó là cũng thông thường. Do đó chúng ta không để ý, nó là những triệu chứng nhẹ. Rồi những triệu chứng bắt đầu nặng hơn, thí dụ như là sau khi ăn cái người bệnh đó nằm xuống thấy đau ngực, thì cái triệu chứng đau ngực là cái triệu chứng mà làm cho đa số chúng ta rất là hoảng sợ, lo lắng. Và khi bắt đầu đau ngực rồi đó thì chạy đến bác sĩ hỏi cái này phải đau tim hay không. Chứ người ta cũng không nghĩ đến là chuyện gọi là trào ngược dạ dày thực quản nữa. Và chúng tôi cũng như vậy, chúng tôi nghe đến chuyện đau ngực thì chúng tôi coi cái đó là một cái triệu chứng rất là quan trọng. Bởi vì đau ngực nó có thể là đau tim, nó có thể là do cái triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản, có thể là do một cái gì đó trong phổi làm chúng ta đau ngực. Do đó mà cái đau ngực đó, người bác sĩ sẽ lấy một cái bệnh án là nó đau như thế nào, nó đau lúc nào, cái gì làm cho nó tệ hơn, cái gì làm cho nó đỡ hơn, và những cái yếu tố khác để mình phân tích xem cái đau ngực này nó từ đâu ra. Thường thường cái đau ngực mà do cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản nó gây ra đó, nó hay có cái bệnh sử là người bệnh nhân ăn xong rồi đi nằm, và trong lúc nằm đó cảm thấy đau ngực.
rất là khó chịu. Đó. Thì nó khác với lại cái đau ngực là do bệnh tim gây ra. Bệnh tim thường thường đau ngực là khi cái người bệnh nhân đang tập thể dục, Đang vận động. đang vận động, đang làm việc nặng, đang giận dữ. Đó. Thì nó đau ngực. Còn Có nghĩa là một bên là đang nghỉ ngơi thì nó lại bị đau ngực, một đang nghỉ bên thì ngơi, đang vận động thì nó mới bị đau ngực. đang nghỉ ngơi nhất là sau khi ăn mà nằm xuống. Tại sao sau khi ăn ăn xuống thì đau ngực nhiều hơn, là bởi vì cái thức ăn hồi nãy chúng ta có nói là khi chúng ta ăn xuống, nó xuống bao tử, thì thức ăn nó được tiêu hóa ở bao tử một phần, và cái khoảng thời gian nó nằm trong bao tử là khoảng 2 tiếng. Cho đến nếu mà chúng ta ăn xong rồi nằm xuống liền, cái thức ăn với lại cái dịch bao tử nó rất nhiều á, thì lúc nó nằm xuống thì cái dịch đó có thể trào ngược lên dễ dàng hơn đối với những người mà cái van nó hơi bị hở. Có nghĩa là chúng ta cần phải có khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ chúng ta phải vận động hoặc di chuyển trước khi chúng ta nghỉ ngơi sau bữa ăn của mình. Đó là cái khoảng Hoặc thời gian là an toàn. không cần vận động nhưng mà chúng ta đừng có nằm xuống liền. Có nghĩa ngồi Chúng ta làm có thể thì ngồi, chúng ta có thể đọc sách, đọc báo, coi tivi, nhưng mà đừng có nằm xuống liền thì nó rất là dễ bị trào ngược lên. Cái việc tưởng tượng giống như là cái chai nước, nếu mà chúng ta để nó đứng thì nó không đổ, nhưng mà chúng ta để nó nằm xuống thì dĩ nhiên cái nước nó sẽ trào ngược lên nhiều hơn, nhất là khi mà cái van nó chặn cái nước đổ lên, nó bị hở thì cái nước bắt đầu nó dâng lên nhiều hơn. cái đó là cái nguyên nhân chính anh à, hay là còn cái nguyên nhân nào khác nữa hay không? Cái nguyên nhân thì rất là nhiều nguyên nhân. Nếu chúng ta nói về nguyên nhân đó, thì thứ nhất là chúng ta nói về cái van nó hở, tức là nó tùy theo cơ địa của mỗi người. Nếu mà cái van của chúng ta nó chặt thì dù chúng ta có nằm xuống hoặc là chúng ta có ăn uống đồ cay đồ chua, nó cũng không có bị trào ngược lên nhiều. Nhưng mà đối với cơ địa người cái van đã hở rồi thì những cái điều kia đó nó làm cho cái việc trào ngược nó tăng lên rất là nhiều. Đó là vấn đề cơ địa, là cái van nó hở. Thứ nhì chúng ta nhắc đến là vấn đề đồ ăn. Tại vì có những cái đồ ăn á, khi chúng ta ăn vào thì nó có những cái chất hóa học vào máu và nó tác động lên cái van. Khi nó tác động cái van á, những người mà cái van đã hở rồi thì cái van nó làm cái van hở thêm nữa. Nó dễ bị trào ngược lên, thay vì đồ ăn chỉ xuống là đóng lại. Mà cái này nó sẽ làm cái van hở ra và đồ ăn và dịch trong bao tử sẽ trào ngược lên nhiều hơn. Thì những cái đồ ăn đó gồm cái gì? Chúng ta nói đến là đồ cay chua. Ví dụ như quý vị ăn bún bò Huế, bỏ Quá. ớt nhiều, thì ăn xong thường thường chúng ta cảm thấy là cái mùi bún bò Huế nó vẫn còn ở đó khá lâu. Nó cứ ở lên mà còn khá lâu. Rồi hành tỏi. Nếu mà bữa ăn nào chúng ta ăn rất là nhiều hành, nhiều tỏi, chúng ta cũng cảm thấy là cái mùi nó xông lên rất là nhiều. Bia rượu. Uống bia nhậu nhẹt xong là rất là dễ dễ bị vấn đề trào ngược. Rồi cà phê, thuốc lá, đó là những cái hoạt chất mà nó có thể làm cho cái van nở ra thêm. Đồ ăn béo. Tất Rồi cả những cái anh mà vừa liệt kê, Kim Hòa nghĩ là trong cái bữa ăn nào của mọi người nó không có cái chua thì nó cũng có cái cay, mà không có cái cay thì nó cũng có béo, và đặc biệt là cà phê thì như là không ai mà không uống hết. đúng Như vậy rồi, thì chúng ta làm sao có hạn chế nó lại thôi, phải không? mình hạn chế lại, bởi vì nhiều khi chúng tôi khuyên bệnh nhân nó hạn chế lại, bệnh nhân nó dễ thà đi tù Rất là chính xác kinh thưa anh. Vấn đề xíu anh nói là những cái nguyên nhân nó có thể là đến từ nguyên nhân là bởi vì cái cơ địa, do cái van nó bị hở, hoặc là hơn. vấn đề thức ăn. Ừ. Thức ăn chúng ta hạn chế được, nhưng mà về vấn đề cơ địa mà cái Nó van, khó. mình có thể nào bác sĩ giúp bệnh nhân đóng cái van nó lại hay không, đừng có cho nó hở nữa Cái không? đó rất là khó. Chúng ta sẽ bàn được vấn đề đó sau. Rồi ngoài ra thì cái nguyên nhân nữa cũng rất là quan trọng, đó là nguyên nhân bị béo phì, nhất là những người béo phì ở phần bụng á. Tại vì cái bụng chúng ta khi mà nó béo phì á, chúng ta nằm xuống thì cái phần sức nặng trên bụng nó đè xuống bao tử, nó lại dễ tăng cái trường hợp bị Trào trào ngược ngược lại. hơn. Đó. Nếu mà chúng ta để ý những người hay uống bia nhậu nhẹt rồi ít tập thể dục, thường hợp bự với cái bụng trước. Nếu mà một người mà lấy cái tay bóp cái bụng lại và đo thấy cái phần mỡ của bụng đó, nó nhiều hơn 5 cm, thì cái đó chúng ta Là cái tình trạng đáng báo động. là đáng báo động, gọi là béo phì phần bụng, truncal obesity. Rồi cũng có người đo cái vòng bụng và đo cái vòng hông để tính là cái tỷ lệ. Thì nếu mà cái tỷ lệ đó nó trên 0.95 hoặc là 0.9 thì cái đó cũng được nghĩa là cái phần gọi là béo phì phần bụng. Thì chúng ta biết là cái béo phì đó nó cũng rất là quan trọng trong cái vấn đề trào ngược. Rồi một cái bệnh nữa mà nó thường đi đi đôi với lại cái bệnh trào ngược dạ dày đó, là cái bệnh nhiễm con vi trùng Helicobacter pylori. Cái con vi trùng Helicobacter pylori đó, nó làm cho bị đau bao tử, loét bao tử,
và dẫn đến ung thư bao tử nếu mà không biết và chữa trị cho nó sớm. Nhưng mà đồng thời nó cũng làm tăng cái khả năng bị cái bệnh trào ngược dạ dày bao tử. Con vi trùng này nó không phải là vì cơ địa, như vậy nó xuất hiện từ đâu thưa anh? Con vi trùng này cộng đồng người Việt của chúng ta bị rất là nhiều. Nếu mà những người sinh lớn lên ở Việt Nam á, thì chúng tôi có thể nói là đến gần như là 50% là chúng ta bị cái con vi trùng này mà chúng ta không biết. Nó có thể nằm trong bao tử chúng ta 10 năm, 30 năm trước khi mà có những triệu chứng đau bao tử. Đó. Do đó mà nó rất là thường. Ví dụ ở Việt Nam chúng ta ăn uống như là ăn ốc rồi ăn rau uống nước ở những chỗ mà nó có vi trùng. Nó Thí kém dụ vệ những cái sinh đó. sông kém vệ sinh, cống rãnh họ tưới cây, họ tưới rau. Thì về Việt Nam, ngay cả chúng ta sống ở đây mà Việt Nam mình đi du lịch, nếu mình chẳng may ăn nhầm những cái đồ ăn mà nó bị kém vệ sinh, chúng ta cũng có thể bị nhiễm con vi trùng đó. Rồi khi mà chúng ta nhiễm rồi đó thì nó nằm trong bao tử. Rồi từ cái bao tử đó nó lây qua cái đường gọi là đường nước miếng, đường phân. Ví dụ như là cái người vợ bị rồi cái người chồng bởi vì gần nhau hôn hít thành ra cũng có thể bị cái con vi trùng. Do đó chúng tôi khi mà thử cái người vợ bị có con vi trùng thì cũng khuyên là cái người chồng cũng đi thử. Cái thử nó rất là đơn giản, gọi là thổi bong bóng, chắc là quý vị nhiều quý vị cũng đã biết qua rồi. Mà nếu mà chúng ta phát hiện được con vi trùng này đó trong cơ thể trong của mọi người đó thì chúng ta có cái loại thuốc hoặc có phương pháp nào để cho tống con vi trùng này ra khỏi cơ thể của mình hay không? Rất là đơn giản là chúng ta có thể uống trụ sinh. Cái liều trụ sinh nó kết hợp hai thứ trụ sinh và một thứ thuốc bao tử, trong đó là ba thứ thuốc tất cả. Thì cái người bác sĩ mà khám phá ra cái phương thức để chữa con vi trùng này đó là hai người bác sĩ ở bên Perth. Và bởi vì khám phá cách chữa này, những người bác sĩ này đã phải ăn cái con vi trùng vào và họ uống thử cái thuốc họ nào phải tự tự nguyện trở thành nạn nhân đó. là nạn nhân để mà thử thử nghiệm, và họ đã được cái giải thưởng Nobel về y khoa bởi vì làm cái việc đó. Vâng, như vậy là chúng ta thấy là nó có ba nguyên nhân hoặc là bốn nguyên nhân. Theo nãy giờ anh nói là cái cơ địa là cái ven nó bị hở, hoặc là cái thực phẩm là cái mà những cái món ăn chua cay béo hoặc cà phê. Cái thứ thứ ba là béo phì, Béo và cái phì. thứ tư là do cái con vi khuẩn này nó nằm nó tiềm ẩn trong cơ thể quá lâu rồi, và một khi nó trỗi dậy thì nó cũng là một cái nguyên nhân. Với bốn cái nguyên nhân đó, cái cơ địa là cái khó khăn nhất phải không thưa anh? Cái không phải là khó khăn nhưng mà cái thường xuyên nhất mà Thường chúng ta xuyên nhất. thấy. Còn cái nguyên nhân cuối cùng mà chúng ta ít gặp đó, nó gọi là hiatus hernia. Tức là cái bao tử thường thường nó nằm ở dưới cái diaphragm, tức là cái bắp thịt đó, nó ngăn giữa cái bụng và cái ngực. Nếu mà cái bao tử của ta, cái phần cái van thì nó cũng nằm ngay chỗ đó. Nếu bao tử chúng ta nó trồi lên khỏi cái bắp thịt đó, cái bắp thịt nó nằm ngang vậy này, gọi là cái diaphragm đó, thì khi nó trồi lên vậy nó cũng làm cho cái van nó dễ bị hở hơn. Cái đó nó cũng thuộc về cơ địa hả hay Cái đó là nó cũng thuộc về cơ địa nhưng mà nó một cái loại bệnh mà chúng ta có thể dùng surgery để mà khắc phục nó nếu mà nó quá nặng, tức là dùng phẫu thuật á. thuật Thì hồi nãy các Hoàng nói là bác sĩ có thể nào mà mổ đóng lại xẻ cái hoặc là van đó đóng hay lại cái không? van, thì cái đó là một trong những cái bệnh mà thường thường những bác sĩ ngoại khoa nếu mà nặng quá thì họ dùng cái cách là phẫu thuật để mà chữa phần đó, mà khá nặng thì người ta mới dùng phẫu Dạ. thuật. Trong những cái trường hợp như mà anh Bình vừa mới nói là những cái người họ mới bắt đầu có triệu chứng nhẹ, họ không có để ý, là những khi chúng ta bị hoặc là chúng ta những cái khi ăn uống gì đó thì cũng có thể là bắt đầu những cái triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản. Thì với những cái trường hợp đó, nếu mà chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta có phương pháp điều trị dứt hết cái dứt điểm hay không thưa anh? Thì cái phương pháp điều trị á, là chúng ta phải nhìn lại cái nguyên nhân làm sao mà cái bệnh trào ngược nó trở nên tệ hơn mà người bệnh nhân họ để ý tới. Nếu là cái dấu hiệu bệnh nhân tới mà nó chỉ là trào ngược mà không có những cái dấu hiệu nguy hiểm mà người bác sĩ có thể nghĩ là cái này có vấn đề ung thư hoặc là những vấn đề nguy hiểm hơn, thì người bác sĩ sẽ chữa trị bằng cách cho thuốc. Và cái thuốc thông thường nhất mà chúng ta hiện tại bây giờ đang dùng nó nằm trong cái dòng họ nó gọi là PPI, proton pump inhibitor. Ví dụ như là thuốc Losec, là thuốc Nexium, thuốc Somax, thuốc Perriod. Rồi có cái loại thuốc mà ngày xưa chúng ta cũng dùng thường xuyên đó, đó là H2 receptor antagonist, ví dụ như là Zantac, ranitidine. Tức là những cái dạng thuốc đó thì bác sĩ cho uống trước để giảm cái triệu chứng bị trào ngược. Rồi bác sĩ sẽ khuyên là ăn uống, tại hồi nãy chúng ta nói nhiều vấn đề ăn uống, tức là tránh giảm bớt những cái thức ăn mà có thể gây ra triệu chứng nặng hơn. Đừng có đi nằm quá sớm sau khi mình ăn, ăn xong phải đợi ít nhất là 2-3 tiếng hẳn đi nằm, chứ đừng có nằm quá sớm.
Cái đó là những cái chúng ta nhìn vào cái nguyên nhân nào. Nếu mà người bác sĩ nghĩ là cái triệu chứng này có thể do con vi trùng gây ra thì mình có thể thử thổi bong bóng để thử có vi trùng hay không, và khi có thì chúng ta dùng trụ sinh một tuần Đúng. lễ để chữa. Cái trụ sinh này nó có khả năng chữa dứt được con vi trùng này trong 80% những trường hợp, tức là 20% những trường hợp khác thì con vi trùng nó rất là bướng, nó kháng sinh, Tại vì nó tiềm ẩn quá lâu rồi, nó nó quá tiềm. mạnh rồi, cho nên mình khó diệt nó phải không? Thứ nhất là vậy, thứ nhì là bởi vì chúng ta từ nhỏ đến lớn chúng ta uống rất là nhiều trụ sinh, thì cả hai cái loại trụ sinh này đều là hai cái loại trụ sinh mà chúng ta rất là thường sử dụng hàng ngày. Nếu sử dụng nhiều mà sử dụng không đúng thì bắt đầu nó gây ra tình trạng gọi là kháng sinh. Cái đó mà 20% trong cái dân số, nhất là ở Úc, là bị kháng sinh. Chúng ta nghĩ là trong dân số Việt Nam cái trường hợp kháng sinh còn cao hơn nữa, bởi vì chúng ta sử dụng trụ sinh nhiều hơn. Nhưng mà như vậy thì cái nếu mà chúng ta có con xuất hiện con vi trùng này thì nó xem ra lại khá là đơn giản hơn trong cái quá trình chữa trị, là bởi vì cái phương pháp đó đã được khẳng định là cái tỷ lệ thành công rất là cao rồi. Tỷ lệ thành công cao, nhưng mà không phải là cái con vi trùng là cái nguyên nhân duy nhất mà gây ra bệnh trào ngược. Nhưng là chúng ta quay lại, chúng ta có thể nói là ngay cả cái cơ địa này, nó cái ván đã hở sẵn rồi, con vi trùng này nó làm nhiễm trùng bao tử và nó tăng cái chất axit, nó tăng cái chất hơi lên và chúng ta dễ bị trào ngược hơn. Do đó chúng ta chữa dứt con vi trùng chưa chắc đã là chữa dứt cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Phải kết hợp với nhiều phương pháp, và đặc biệt là cái vấn đề thực phẩm, cái thực đơn ăn uống Thực hàng ngày, đơn ăn và cái đó là rồi ăn thua mỗi bệnh béo nhân. phì. Nếu mà quý vị béo phì thì phải nghĩ đến chuyện giảm cái lực ở cái bụng. Rồi ngay cả những phụ nữ khi có thai nó cũng dễ bị trào ngược Dạ hơn, cũng là cái nguyên nhân đó, tức là cái lực nó đè xuống cái bao tử rất là nhiều, làm chúng ta bị trào ngược dễ dàng hơn. Như vậy thì cái trường hợp xấu nhất mà một người họ bị cái tình trạng trào ngược dạ dày thực quản này họ phải đối diện là gì thưa anh? Có nguy hiểm tới tính mạng hay không? Đó, thì quay lại cái câu hỏi là cái triệu chứng này nó rất là đơn giản, do đó rất là nhiều người bỏ qua, và cũng là cái nguyên nhân mà tại sao chúng tôi muốn đề cập đến cái bệnh này trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Là tuy là nó rất đơn giản, mọi người có thể nghĩ là nó không quan trọng gì hết, cùng lắm là khó chịu chút xíu thôi, đâu có vấn đề đâu mà phải sợ, cần gì phải uống thuốc hàng ngày hoặc là làm mất công quá, tại sao phải bỏ bia rượu làm gì, tại sao phải bỏ thuốc lá làm gì, thà đi tu còn sướng hơn đó. Thì là nhưng mà thật ra tiềm ẩn đằng sau nó có những cái rất là nguy hiểm, bởi vì cái tế bào trong bao tử á, nó chịu được chất axit, nhưng mà cái tế bào của cái phần thực quản nó không chịu được chất axit, nó là hai loại tế bào khác nhau. Nếu mà bị trào ngược lâu năm, cái chất axit nó có thể làm biến dạng những cái tế bào ở thực quản, cuốn thực quản, cái chỗ mà nằm gần với lại bao tử nhất đó, thì khi nó biến dạng nó trở thành một cái loại tế bào mà gọi là tiền ung thư, mà tiếng Anh, tiếng y khoa họ đã đặt cái tên như cái loại tế bào tiền ung thư này gọi là Barrett's esophagus. Đó. Khi mà nó đã biến dạng thành tế bào tiền ung thư thì người bệnh nhân và người bác sĩ phải biết để mà theo dõi nó, có thể phải làm nội soi hàng năm, gastroscopy, endoscopy hàng năm để mà theo dõi coi cái tế bào này nó Nó có có biến phát thành tế bào ung triển. thư hay không. Đó. Phải theo dõi nó, phải làm biopsy hàng năm hoặc là hàng 3 năm tùy theo tình trạng nặng hay nhẹ. Cái đó là cái nguy hiểm về tính mạng, bởi vì nó có thể biến thành ung thư. Rồi ngoài ra nếu mà, dù không phải ung thư đi nữa thì nó cũng làm cho chúng ta ngăn ngực rất là khó chịu. Nó làm cho cái thực quản nó sưng lên và ăn nuốt xuống nó vướng, nó khó chịu. Rồi bị ở cái chua lên làm cho đau cổ. Có những trường hợp á, ban ngày họ không có cảm thấy cái triệu chứng trào ngược, nhưng mà khi chúng ta đi ngủ, chúng ta nằm xuống thì cái chất axit nó dâng lên và nó cứ làm bị đau cổ hoài. Thành ra có những người bệnh nhân cứ đến bác sĩ cứ một tháng đến lần nó bị đau cổ, tháng đến lần bị đau cổ, mà lại không có triệu chứng sốt, không có triệu chứng bị những cái bệnh giống như chúng ta thường gặp gọi là do vi trùng gây ra đó. Thì cái người bác sĩ thường nghĩ đến cái bệnh Trào trào ngược. ngược, nó làm cho sưng cái chỗ cổ lên, và tiếng Anh nó có một cái condition nó gọi là reflux laryngitis, tức là cái chất axit nó làm cho cái phần cổ cứ sưng nó đau hoài. Và như vậy thì nó lâu ngày thì nó cũng là một cái làm cho cái người bệnh đó cảm thấy rất là khó Khó chịu, là chịu bởi vì nếu đó. mà mỗi đêm mà chúng ta bị như vậy thì cái giấc ngủ nó sẽ ảnh hưởng, và nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cái cơ thể Đó. của Rồi mình nhiều về khi lâu nó về dâng dài. lên nữa nó có thể làm chúng ta bị viêm xoang mũi, rồi có thể làm cho bị ngay cả hư răng cũng có trường hợp. Nhưng mà nó mất bao lâu thời gian nó mới trở thành những cái con vi khuẩn của tiền ung thư thôi, từ khi mà chúng ta có những cái triệu chứng bệnh như thế này À, vài rất ba năm không? rất là khó nói, có thể là lâu hơn như vậy, có thể là đến, mình có thể nói đến khoảng 10 năm, 20 năm, 30 năm.
Rất là khó nói định được là cái khoảng thời gian bao lâu, và tùy theo cái tình trạng bệnh là bệnh nặng hay bệnh nhẹ nữa. Như vậy những cái phương pháp để cải thiện như anh vừa mới nói là giảm cân hoặc là cái thực đơn ăn uống của chúng ta đó, là nó còn những cái gì mà chúng ta nên tránh để mà trong cái cuộc sống hàng ngày nên tránh để đừng có bị cái tình trạng trào ngược dạ dày hay không? Thì trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta cũng nên nhìn lại tất cả những vấn đề ăn uống nè, rồi cân nặng này, đừng có để lên cân. Chuyện này hơi khó đó, bởi vì anh biết là cái tỷ lệ người Úc béo phì nó cũng Người khá là nhiều đấy. ta nói đến ngay vào vấn đề, thí dụ bị stress nhiều cũng làm gia tăng cái khả năng bị cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản nữa. Do đó nếu chúng ta sắp xếp cuộc sống, đừng để cho cái cuộc sống ta nó quá bị stress, thì nó cũng giảm thiểu cái bệnh trào ngược dạ dày bao tử. Như vậy là lời khuyên của bác sĩ Cung Đình Thanh Bình cho những người nào họ đang bắt đầu có những cái triệu chứng của cái trào ngược dạ dày thực quản thì họ cần phải làm gì? Bắt đầu có những triệu chứng thì chúng ta phải, nếu mà ở nhà chúng ta cảm thấy khó chịu đó, thì những cái thuốc đơn giản chúng ta có thể mua được ở tiệm thuốc Tây là Zantac, Zanithidine, có những cái antacid, thí dụ như mà Lanta thì chúng ta có uống. Nhưng mà nếu chúng ta uống trong vòng 1 tuần mà không thấy nó bớt, hoặc là nó cứ bị tái đi tái lại hoài, thì chúng ta nên gặp bác sĩ để mà chẩn đoán cho nó kỹ. Bởi vì đằng sau như chúng ta nói là có những cái nguyên nhân tiềm tàng hơn nữa mà chúng ta cần phải biết, chứ không phải là chúng ta chỉ uống mình lấp cái surface đi và cái đằng sau ở dưới cái bệnh nó cứ phát triển hoài thì không có nên. Vâng, kính thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà theo bác sĩ Cung Đình Thanh Bình nó rất là phổ biến trong đời sống hàng ngày, nhưng mà nó cũng rất là quan trọng, bởi vì chúng ta thường hay bỏ qua những cái triệu chứng đơn giản này, đặc biệt là khi chúng ta ăn uống vấn đề chúng ta bị hoặc là chúng ta bị no hơi thì mọi người hầu như ngày nào chúng ta cũng đối diện cả, nhưng mà nếu mà việc này nó xảy ra quá thường xuyên hầu như là hàng ngày thì đó là những cái triệu chứng mà chúng ta cần phải lưu tâm, và quan trọng nhất thì Kim Hoàng nghĩ rằng là chúng ta nên đến gặp bác sĩ, là bởi vì lúc nào cũng phòng bệnh hơn chữa bệnh, phải không? Cứ gặp bác sĩ để mà cho có những cái investigate nó cụ thể hơn để chúng ta có được cái phác đồ điều trị hoặc là cái phương án cụ thể để mà tránh càng nhiều càng tốt. Và trước khi chúng ta chấm dứt chương trình thì anh bác sĩ Bình có những gì gửi đến cho khán giả của chúng ta trong cái đề tài ngày hôm nay hay không? Thì cái vấn đề này nó rất là thông thường và chúng ta có thể kiểm soát nó ban đầu bằng cách ăn uống, bằng cách giảm cân. Nhưng mà nếu cái triệu chứng nó vẫn tiếp tục xảy ra thì giống như Kim Hoàng có nhắc là chúng ta nên gặp bác sĩ để mà khám bệnh và chẩn bệnh cho nó kỹ càng. Vâng, kính thưa quý vị, tất cả những cái thông tin vừa rồi hy vọng sẽ giúp ích một phần nào đó trong cuộc sống hàng ngày của mỗi một gia đình người Việt, của khán giả của Việt Pay TV. Và một lần nữa, nếu quý vị cần những cái tư vấn gì về sức khỏe thì quý vị có thể liên lạc với các phòng mạch bác sĩ gia đình, hoặc cũng có thể liên lạc trực tiếp với phòng mạch của bác sĩ Cung Đình Thanh Bình. Thông tin chúng tôi đang cho chạy trên màn hình để chúng ta được tư vấn một cách cụ thể hơn, bởi vì trong phạm vi chương trình mỗi một tuần thì chúng tôi không thể cung cấp thông tin cụ thể và chi tiết được, mà chúng ta chỉ có thể cung cấp những thông tin tổng quát mà thôi. Cảm ơn bác sĩ Cung Đình Thanh Bình một lần nữa đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Kim Hoàng, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần tới.